Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ hai gồm các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Đại biểu Trịnh Minh Bình, Đoàn Vĩnh Long đề nghị tranh án tòa án nhân dân tối cao cho biết trong thời gian qua đã có những giải pháp đột phá nào để nâng cao chất lượng xét xử. Trả lời đại biểu tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết tòa án đã triển khai 17 nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử. Đáng chú ý, hệ thống tòa án đã thực hiện tất cả nhiệm vụ của cải cách tư pháp, tăng cường đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, đổi mới các phiên tòa, nâng cao chất lượng viết các bản án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong giải quyết các vụ án, đặc biệt trong giải quyết các vụ án tham nhũng. Để nâng cao chất lượng xét xử, hệ thống tòa án đã áp dụng giải pháp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, giao chỉ tiêu cho các thẩm phán, mỗi năm phải có một phiên tòa rút kinh nghiệm. Cũng theo tránh án Nguyễn Hòa Bình, hệ thống tòa án có gần 10.000 thẩm phán, mỗi năm thẩm phán phải có ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm, tương đương 10.000 giờ học thực tế sẽ nâng cao trách nhiệm, kinh nghiệm cho thẩm phán đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xét xử. Theo chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong phiên họp thứ 36 sáng nay, 21 tháng 8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để xem xét việc thực hiện của chính phủ, các bộ, ngành đối với 6 nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Phiên chất vấn được truyền hình trực tuyến với 62 điểm cầu của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Theo chương trình phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn hai nhóm vấn đề. Nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, thể thao và du lịch. Nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, thời gian chất vấn trong 1,5 ngày. Phát biểu khai mạc tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng, việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát. Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với chính phủ trong việc thực hiện, triển khai các yêu cầu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn. Đặc biệt, các vấn đề, lĩnh vực Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề, chất vấn đều là những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm nhiều. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến tích cực, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên và các vị trưởng ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, một số nội dung triển khai còn chậm, chưa có nội dung hiệu quả, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu. Chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngay từ tháng 2 ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành kế hoạch để các cơ quan có liên quan chủ động chuẩn bị thực hiện chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các bộ ngành đã tích cực chuẩn bị chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn tin tưởng với trí tuệ tinh thần trách nhiệm cao kinh nghiệm thực tiễn công tác trình độ chuyên môn sâu và nắm chắc tình hình thực tế ở các địa phương cơ sở của các đại biểu quốc hội phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi trên tinh thần xây dựng có nhiều thông tin phản ánh thực trạng tình hình, có nhiều đề xuất, kiến nghị, hiến kế cho chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, khắc phục những hạn chế, giải quyết những khó khăn vướng mắc, đáp ứng mong đợi của cử tri, nhân dân cả nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thành vẫn mong muốn các thành viên chính phủ, các trưởng ngành tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm vấn đề đại biểu nêu, đưa ra được nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn thực hiện cụ thể góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra của năm 2024 và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chiều nay ngày 21 tháng 8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức công bố quyết định về phân công, bổ nhiệm trưởng ban kinh tế Trung ương và trưởng ban dân vận Trung ương. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng các ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, tránh Văn phòng Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương Điều động phân công bổ nhiệm ông Mai Văn Chính, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức trưởng ban dân vận Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế xã hội. Hiện ban có 3 phó ban gồm các ông Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Đức Hiền. Ban dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận. Hiện ban có 5 phó trưởng ban gồm các ông Phạm Tất Thắng, Đỗ Văn Phới, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang và Triệu Tài Vinh. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, sáng ngày 21 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Nếu vấn đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây tình hình cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng có tiến bộ rất rõ, không giống như năm 2023 thiếu điện cục bộ. Đó là thành quả rất tốt của Bộ Công thương. Tuy nhiên đại biểu cho rằng cách tính giá bậc thang điện hiện nay chưa phù hợp với người dân, trong đó bậc 1 của điện sinh hoạt quy định mức sử dụng từ 0 đến 50 kWh. Ngoài ra người dân tiêu thụ điện trả tiền điện còn phải chịu thuế giá trị gia tăng VAT 10% là chưa hợp lý. Ông Hòa đặt vấn đề, có thể miễn thuế VAT cho người dân khi trả tiền điện hay không? Bộ Công Thương có giải pháp sửa biểu giá điện thế nào để phù hợp thực tế tiêu dùng của người dân như là tăng bậc 1 từ 50 kWh lên 100 kWh? Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho hay: "Biểu giá điện bậc thang là mô hình phổ biến của tất cả các quốc gia nhằm giúp khuyến khích các khách hàng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm." Ông Diên nói không như các ngành khác, với riêng ngành điện, càng sản xuất ra nhiều thì càng ảnh hưởng đến vấn đề môi trường. Do đó, mô hình này giúp nâng cao trách nhiệm xã hội trong bảo vệ môi trường vì năng lượng là ngành phát thải khá lớn. Ở Việt Nam, ông Diên Thông Tin theo quyết định 28 2014 thì cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bình quân gồm có 6 bậc. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính phủ đã chỉ đạo Bộ chủ trì sửa đổi, bổ sung quyết định này. Theo đó, trong dự thảo trình chính, chính phủ vào sáng nay đã giảm từ 6 bậc còn 5 bậc, trong đó bậc đầu tiên là từ 0 đến 100 kWh thay vì không đến 50 kWh như trước đây. Ông Diên nêu, kiến nghị của đại biểu hòa đã được tiếp thu, trình chính, chính phủ, mục tiêu nhằm hỗ trợ người nghèo, nhưng đồng thời cũng giữ được mức hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ ngân sách nhà nước, ở số điện lên đến 30. Từ 30 đến hết khung thứ nhất, người tiêu dùng vẫn phải thanh toán theo quy định. Mặt khác, dần đề xóa khoảng cách bất hợp lý giữa các đối tượng sử dụng điện, tại dự thảo quyết định đang đề cập điều chỉnh khung giá của các đối tượng sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt để cho tiệm cận gần hơn. Một số ngành sản xuất sẽ được điều chỉnh cho tương xứng với biểu giá trong lĩnh vực dịch vụ, sinh hoạt để đảm bảo không bù chéo giữa các đối tượng sử dụng điện. Về vấn đề thuế VAT trong hóa đơn tiền điện, ông Diên nói đây là quy định của luật thuế áp dụng với mọi hàng hóa dịch vụ khi giao dịch. Việc có bỏ được không? Ông cho rằng Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời rõ hơn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, ngân sách nhà nước thu được thuế mới đảm bảo sự vững mạnh tài chính công, đảm bảo trang trải cho xã hội, hoạt động của bộ máy nhà nước, hạ tầng trọng yếu, an ninh quốc phòng, phòng thủ và bảo vệ tổ quốc. Do đó, việc giảm thuế để giải quyết một vấn đề giá cả có biến động theo thị trường là không hợp lý. Thực tế thời gian qua, do tác động khách quan như dịch Covid-19 Quốc hội đã giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân khoảng 200.000 tỷ đồng. Liên quan đến điện bậc thang, điện sinh hoạt đã có quy định hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách áp dụng điện bậc thang để khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm. Hồi tháng 3, Bộ Công Thương từng công bố dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đề xuất, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang tại dự thảo nêu trên giảm từ 6 bậc xuống 5 bậc. Cụ thể, bậc 1 từ 0 đến 100 kWh là 1.806,11 đồng 1 kWh. Bậc 2 từ 101 đến 200 kWh giá 2.167,33 đồng 1 kWh. Bậc 3 từ 201 đến 400 kWh là 2.729,23 đồng 1 kWh. Bậc 4 từ 401 đến 700 kWh có giá là 3.250,99 đồng 1 kWh và bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên, giá 3.612,22 đồng 1 kWh. Với biểu giá mới này, giá bán lẻ điện sinh hoạt so với giá bán lẻ điện bình quân hiện nay 2.006,79 đồng 1 kWh bằng lần lượt 90%, 108%, 136%, 162% và 180%. Điều này cũng đồng nghĩa người dùng điện sinh hoạt trên 700 kWh một tháng sẽ phải trả mức giá điện cao gần gấp 3 lần giá bán lẻ bình quân, tương đương là 180%. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nếu cộng thêm 8% thuế giá trị gia tăng, mỗi kWh điện người dùng từ 700 kWh trở lên sẽ phải trả gần 4.000 đồng. Theo Bộ Công Thương, việc thiết kế biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt giữ nguyên giá hiện hành cho người dùng từ 0 đến 100 kWh điện nhằm đảm bảo tính ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp. Số này chiếm khoảng 33,48% số hộ. Phần tranh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện có chỉ số từ 401 đến 700 kWh.